Dạ, thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình nha. Hôm nay quay cho anh em mấy cây bơm đã chở khách HBV145 anh em, con dây đít 300. Có 3 cái bơm KV63 chờ sẵn vệ sinh, thay sinh phốt, này mặt nhà chờ sẵn anh em nha. Cái này là của con Robert 300-7 K5140. K5140 anh em. Này là chờ khách thôi, vệ sinh sạch sẽ, đợi. Này 12 nè. 12 là hàng xịn sò nha anh em. Hàng của Kawasaki. Đấy. Còn con này là A8V86 như mới. Như mới lắp con EXI. EXI nha. 320 đời D. Mình có hai cái bơm như vậy. Đấy. KV63 nè, 12 nè, 5V10 nè, 12 đời Kobe nha. Hàng như mới vậy anh em. Đây. A8V172. Kính thưa đầu năm. Cái này là của con BC400-3. Con kia là 120-3 ở trong á. Con này là 60-3-5. Ngàn hai nha. Con ở trong kia. Bơm đỏ. Các loại anh em. KV63, KV63 nha. Đấy. Anh em alo. Giá Tết, giá mùa yêu thương. Giá rất tốt anh em. Anh em cần thì alo 0907-255-116. 0907 nha, 255-116. Vinh. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình nha. Chúc anh em năm mới bán đắt như tôm tươi. Hỗn hợp tất cả các loại bơm nha anh em. Hàng này như mới. Cái này mình đã quay nó rồi. Đó. Hy vọng là anh em kết nối. Anh em kết nối. Thank you anh em. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh em. Anh em nhớ share và like nha anh em. Share và like nha. Share và like. Thank you anh em.